Giới thiệu chung về phần mềm quản lý nội quy lao động. Phần mềm quản lý nội quy lao động là công cụ hỗ trợ cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Hữu Tết quản lý được thời gian làm việc và tuân thủ nghiêm túc nội quy lao động của nhà trường thông qua 5 chức năng chính sau đây. 1. Tổng quan, giúp cán bộ, giảng viên, nhân viên theo dõi về tình hình nghỉ phép theo năm học. 2. Nghỉ phép, tùy theo nhu cầu của mình, cán bộ giảng viên chọn chế độ nghỉ phép gồm nghỉ phép năm, sau khi ký hợp đồng lao động chính thức, cán bộ giảng viên nhân viên được nghỉ phép năm và hưởng nguyên lương, số lượng ngày nghỉ phép căn cứ theo quy định của pháp luật, nghỉ phép du lịch theo chế độ của trường. Hàng năm, nhà trường tổ chức du lịch cho cán bộ, giảng viên, nhân viên dựa trên số ngày tour du lịch được tổ chức mà cán bộ, giảng viên, nhân viên đăng ký số ngày nghỉ tương ứng. Nghỉ phép kết hôn, cán bộ, giảng viên, nhân viên được hưởng nguyên lương và nghỉ phép tối đa 3 ngày nếu bản thân kết hôn, nghỉ tối đa 1 ngày nếu con đẻ, con nuôi kết hôn. Nghỉ phép tang chế, cán bộ, giảng viên, nhân viên được nghỉ phép tối đa 3 ngày và hưởng nguyên lương khi người thân mất thuộc các đối tượng sau: cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi mất. Nghỉ phép thai sản, cán bộ, giảng viên, nhân viên, nữ sinh con, mang thai hộ được nghỉ hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Nghỉ không lương, cán bộ, giảng viên, nhân viên được nghỉ phép và không hưởng lương khi đã sử dụng hết phép năm hoặc đang thử việc hoặc nghỉ theo mong muốn của bản thân. 3. Công tác học tập, cán bộ, giảng viên, nhân viên được nhà trường, đơn vị cử đi công tác hoặc học tập không thể đến trường để chấm công thì đăng ký ở chức năng này. Thời gian làm việc, cho phép cán bộ, giảng viên, nhân viên đăng ký buổi làm việc căn cứ theo tính chất công việc của đơn vị đã được thống nhất. Cá nhân có thể lựa chọn hình thức đăng ký trực hoặc nghỉ bù theo nguyên tắc ngày nghỉ và ngày trực phải bằng nhau hoặc ngày trực nhiều hơn ngày nghỉ. Đăng ký làm việc hậu sản đối với lao động nữ có con dưới 12 tháng tuổi. 5. Điều chỉnh, giải trình, chức năng này thống kê chi tiết tình hình chấp hành nội quy của cán bộ giảng viên như đi trễ, về sớm, không chấm công. 2. Hướng dẫn sử dụng và thao tác cụ thể phần mềm quản lý nội dung lao động. Để sử dụng một trong năm chức năng trên, cán bộ giảng viên nhân viên phải tiến hành đăng nhập. Trước tiên, truy cập website hutet.edu.vn, chọn nội bộ, sau đó tiến hành đăng nhập bằng tài khoản đã được nhà trường cung cấp. Khi đăng nhập thành công, đây là giao diện của phần mềm, trong đó mục nội quy lao động là nơi để cán bộ, giảng viên, nhân viên đăng ký nghỉ phép, công tác, học tập hoặc đăng ký buổi làm việc hoặc đăng ký hậu thai sản và theo dõi tình hình thực hiện nội quy lao động của mình. Thao tác cụ thể như sau. 1. Đăng ký nghỉ phép. Để đăng ký nghỉ phép, thực hiện các bước sau. Chọn nội quy lao động, thời gian làm việc, nghỉ phép, đăng ký phép. Tại đây, điền đầy đủ thông tin gồm hình thức nghỉ, thời gian, số ngày, lý do, gửi đăng ký. Sau đó, in đơn đăng ký nghỉ phép, trình lãnh đạo đơn vị ký xác nhận và chuyển lên văn phòng trường. 2. Đăng ký công tác hoặc học tập. Để đăng ký công tác, thực hiện các bước sau. Chọn nội quy lao động, thời gian làm việc, công tác học tập, tạo phiếu công tác hoặc học tập. Tại đây, điền đầy đủ thông tin gồm thời gian, ghi chú thời gian, địa điểm, lý do, minh chứng, gửi, đăng ký. Sau đó, in đơn đăng ký công tác, trình lãnh đạo đơn vị ký xác nhận và chuyển lên văn phòng trường. 3. Đăng ký buổi làm việc hoặc hậu sản. Đối với mục đăng ký làm việc, áp dụng cho thư ký khoa, các đơn vị có giờ làm việc đặc thù hoặc có tờ trình về việc trực nghỉ bù. Đăng ký làm việc hậu sản áp dụng cho cán bộ, giảng viên, nhân viên nữ có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Thời gian được nghỉ tối đa 60 phút trên ngày. Để đăng ký buổi làm việc hoặc làm việc hậu sản, thực hiện các bước sau. Chọn nội quy lao động. Thời gian làm việc, đăng ký buổi làm việc hoặc đăng ký làm việc hậu sản. Trong đó, ở mục đăng ký buổi làm việc điền đầy đủ thông tin gồm thời gian, chọn trên thanh công cụ để đăng ký lịch làm việc hoặc nghỉ, lý do. Ở mục đăng ký làm việc hậu sản, điền thông tin chi tiết gồm năm, tháng, thời gian vào trễ hoặc ra sớm. Sau đó, gửi đăng ký, in đơn đăng ký trình lãnh đạo đơn vị ký xác nhận và chuyển lên văn phòng trường. Lưu ý, cán bộ, giảng viên, nhân viên có nhu cầu nghỉ phép năm, gửi đơn về văn phòng trường ít nhất 1 ngày trước ngày dự định nghỉ. Đăng ký công tác hoặc học tập, gửi về văn phòng trường ít nhất 1 ngày trước ngày dự định đi công tác hoặc học tập.
đăng ký buổi làm việc hoặc hậu sản gửi về văn phòng trường chậm nhất là ngày đầu của mỗi tháng. 4. Giải trình vi phạm nội quy lao động. Vi phạm nội quy lao động sẽ được cảnh cáo qua email và được thống kê vào mục điều chỉnh hoặc giải trình. Trường hợp vi phạm với lý do chính đáng, khách quan sẽ giải trình theo các bước: chọn, đợi giải trình, điền nội dung giải trình cá nhân ở mục này, cá nhân giải trình lý do về nội dung bị cảnh cáo, gửi giải trình, sau đó in phiếu giải trình, trình lãnh đạo đơn vị ký xác nhận và chuyển lên văn phòng trường. Có 4 trạng thái sẽ hiện thị trong quá trình giải trình nội dung lao động gồm: đợi giải trình, cá nhân bị cảnh cáo chưa thực hiện đúng nội quy lao động nhưng chưa giải trình; đợi văn phòng trường xác nhận, đã giải trình, đang đợi văn phòng trường duyệt; thầy, cô cần gửi đơn về văn phòng trường để văn phòng trường có minh chứng duyệt trên hệ thống, không vi phạm; sau khi đã giải trình, văn phòng trường duyệt là không vi phạm; vi phạm, sau khi giải trình, văn phòng trường duyệt là vi phạm. Lưu ý, đối với các trường hợp quên chấm công, cần có ý kiến xác nhận của lãnh đạo đơn vị để văn phòng trường có căn cứ xem xét. Thời gian giải trình là 3 ngày kể từ ngày nhận được email cảnh báo. Đối với các trường hợp gửi đơn nghỉ phép công tác hoặc học tập, buổi làm việc hoặc hậu sản trễ, có email cảnh báo và được thống kê vào mục điều chỉnh hoặc giải trình, phải thực hiện giải trình theo đúng trình tự đã được hướng dẫn phía trên. Trường hợp cán bộ, giảng viên, nhân viên đăng ký sai hoặc cần điều chỉnh thông tin thì cần xem trạng thái đơn. Nếu đơn đang ở trạng thái đợi xử lý thì được điều chỉnh lại. Lúc này, chọn biểu tượng ở mục tác vụ, hủy đăng ký. Ngay lập tức, đơn đăng ký sẽ bị hủy và cán bộ, giảng viên, nhân viên có thể đăng ký lại đơn khác. Nếu đơn ở trạng thái đã duyệt thì không được điều chỉnh. Lúc này, liên hệ văn phòng trường để được hỗ trợ hủy đơn. Trên đây là hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nội quy lao động. Chúc quý thầy cô thao tác thuận tiện, trải nghiệm ứng dụng một cách hiệu quả.